Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp tuần mới từ ngày 28 tháng 9 năm 2020 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020. Mời các bạn đón xem nội dung chi tiết như sau nhé. Đầu tiên ạ, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý tuần mới từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là tuần mới này bạn tuổi Tý đang có cái điềm báo phải đối mặt với nhiều rắc rối trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình. Hung tinh chủ về tiểu nhân xuất hiện đang nhâm nhi bày mưu quấy phá bản mệnh tuổi Tý, lại thêm họa thị phi. Cái điều này dù cho bạn tuổi Tý không làm nhưng rất dễ phải chịu oan lắm đó bạn tuổi Tý nhá. Và bản mệnh tuổi Tý mong muốn làm việc đạt được cái hiệu quả cao nhất nhưng lại gặp phải vô số cản trở cho mình, hiệu quả công việc giảm sút một cách nghiêm trọng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý bạn cần phải tự xốc lại tinh thần làm việc của mình ngay đi nhé. Mọi cái khó khăn thử thách đều có thể vượt qua nếu như bạn không ngừng cố gắng đó. Về cái phương diện tài lộc của bạn tuổi Tý trong cái tuần mới này, tài lộc với bạn bạn khá chi là may mắn khi mà liên tiếp có được người giới thiệu cho bạn cái việc làm thêm này kia để tăng thêm thu nhập cho mình. Cả cái nguồn thu chính lẫn cái nguồn thu phụ đều rất khả quan với bạn, nhưng bạn tuổi Tý bạn cũng cần phải thận trọng vào cuối tuần đề phòng có kẻ tiểu nhân nội tính xấu với bạn nữa. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong cái tuần mới này, cái mối quan hệ của bạn đang tiến triển khá chính là tốt đẹp, vợ chồng thì hòa thuận, không xảy ra cái sự mâu thuẫn gì to tát cả, bởi đôi bên biết lắng nghe và nhường nhịn nhau. Tuy nhiên, nếu để nói là tình cảm gắn bó mặn nồng thì cũng chưa tới với bạn được đâu nhé. Và bạn tuổi Tý bạn cần phải quan tâm vun đắp tình cảm giữa hai bên nhiều hơn nữa đó. Về tử vi tuổi Sửu tuần mới từ ngày 28 tháng 9 năm 2020 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020. Tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng bạn tuổi Sửu bạn đang có được báo hiệu kiếm được không ít tiền trong cái tuần này, nhưng chi tiêu cũng chẳng phải là vừa đó bạn tuổi Sửu nhé. Và bạn tuổi Sửu bạn cần phải tìm cách để hạn chế lại cái sự hao tài, nếu không tiền kiếm được bao nhiêu cũng không còn gì với bạn nữa đâu nữa. Cái con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Sửu trong cái tuần mới này không khá hơn được bao nhiêu. Bản mệnh có thể gặp phải những cái cản trở do chính mình tạo ra vào cái thời điểm đầu tuần, và bạn tuổi Sửu bạn thiếu đi cái sự động lực làm việc, phải nhờ tới cuối tuần mới có thể khôi phục lại được cái phong độ làm việc cho mình đó. May mắn là trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang có được cát tinh dẫn đường chỉ lối, giúp cho bản mệnh tuổi Sửu hiểu được trách nhiệm của mình trong công việc cũng như là trong cuộc sống nữa rồi nhé. Từ đó giúp cho bạn tuổi Sửu nhìn thấy được tương lai của mình sẽ ra làm sao nếu như không biết cố gắng, nỗ lực và chăm chỉ làm việc hơn mỗi ngày nữa. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong cái tuần mới này không được thuận lợi cho lắm. Cái mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương đang phải trải qua nhiều thử thách, và bạn tuổi Sửu bạn nên nhớ rằng tình yêu không dễ gì có được, xây mới khó chứ phá là dễ lắm đó bạn tuổi Sửu nhé. Và bạn tuổi Sửu cái điều này làm cho bạn sống phải cần có trách nhiệm hơn, không được thiếu trách nhiệm là mang tội với chính bản thân mình đó. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dần từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020. Trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần bạn đang gặp nhiều khó khăn trong cái việc
tìm kiếm cái sự bình ổn trong cái vận trình tình duyên của mình nhé. Và bạn tuổi Dần, bản mệnh cần phải bình tĩnh, chớ nên bốc đồng, hấp tấp mà đưa ra những cái quyết định sai lầm ảnh hưởng đến cái quãng đường về sau này với bạn. Cái điểm sáng nhất trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Dần là cái con đường công danh sự nghiệp của bạn đang có cái dấu hiệu tăng tiến rõ ràng nhé. Và bạn tuổi Dần, bạn có thể sẽ muốn tăng tốc ngay nhưng thường phải đợi tới giữa tuần thì cái vận khí của bạn mới dần lên, thành công nối tiếp nhau đến không ngừng với bạn nữa. Về cái phương diện tài lộc của bạn tuổi Dần trong cái tuần mới này lại tương đối là bất ổn. Đầu tuần là cái thời điểm tốt để cho bạn kiếm tiền, và bạn tuổi Dần nếu như có ý định ký kết hợp đồng mở rộng quy mô kinh doanh thì bạn nên lựa chọn cái thời điểm đầu tuần, sau đó về cuối tuần có những cái cơ may về tài lộc có thể tan biến chẳng biết lúc nào không hay đó bạn tuổi Dần nhé. Cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Dần trong cái tuần mới này, bạn đang được cáp tinh trợ mệnh, cho nên đối với những bạn đang còn độc thân có thể sẽ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp với mình. Duyên trời đã xia nhưng có nên đôi lứa hay là không còn phải xem cái lựa chọn và tình cảm dành cho đối phương của chính bản thân bạn tuổi Dần nữa nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày 28 tháng 9 năm 2020 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020. Tuần mới này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão, bạn đang được cát tinh trợ mệnh, cho nên công việc của bạn tuổi Mão tiến triển khá chi là tốt đẹp. Và bạn tuổi Mão, tuần mới này bạn đang có được cái vận quý nhân giúp đỡ, nhìn rõ hơn cái bước đường mình cần phải đi, không chần chừ hay là do dự để mất cái cơ hội trước mắt với mình nữa bạn tuổi Mão nhé. Với bạn tuổi Mão, bản mệnh biết được cái năng lực của chính bản thân mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện được nó, không ngại khổ, không ngại khó có thể gặp phải với bạn. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mão, bạn kiên trì và bền bỉ theo đuổi cái mục tiêu chứ chẳng bỏ cuộc đâu, thành công sẽ sớm đến với bạn tuổi Mão mà thôi nhé. Về cái phương diện tài lộc của bạn tuổi Mão trong cái tuần mới này, cái con đường tài lộc của bạn lại không được vượng cho lắm. Đầu tuần với bạn tuổi Mão, bạn dễ mất tiền vào những cái chuyện chẳng đáng. Thế nhưng bản mệnh cũng đừng có quá lo lắng, bởi cuối tuần sẽ có người giới thiệu cho cái công việc làm thêm, giúp gia tăng cái nguồn thu nhập cho mình rồi đó bạn tuổi Mão nhé. Và trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Mão, hung vận điêu bám, cho nên cái mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và đối phương đang có cái sự xuất hiện nhiều vết rạn nứt nhá. Bạn tuổi Mão, bạn không thực sự tự tin khi mà đối phương chẳng hề biểu lộ cái sự mong muốn giữa mình ở bên bạn thêm nữa. Tình yêu cần phải vun đắp từ hai phía mới có thể bền chặt được đó bạn tuổi Mão nhá. Về tử vi tuần mới của bạn tuổi Thìn, từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020. Trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn đang có cái điểm báo hung cát đan xen, bản mệnh công việc có phần bất ổn, cứ tưởng được cơ hội để thể hiện mình nhưng lại bị cản trở. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thìn từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong cái tuần mới này đang có cái báo hiệu hung cát đan xen. Bản mệnh tuổi Thìn công việc có phần bất ổn, cứ tự tìm được cái cơ hội để thể hiện mình nhưng lại bị cản trở. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Thìn dễ bị tiểu nhân lừa gạt, lấy mất đi cái vận may của mình lắm nhá. Cái con đường tài lộc của bạn tuổi Thìn trong cái tuần mới này được hưng vượng, và bạn tuổi Thìn bạn có được nhiều cái cơ hội để phát tài, thu về tiền bạc đầy tay, cho nên chẳng lo túng thiếu với mình. Và tuần mới này đặc biệt là đối với những bạn kinh doanh buôn bán sẽ có được một tuần buôn bán tốt vô cùng, lợi nhuận theo đó mà tăng lên gấp bội phần với bạn luôn.
Trong cái tuần mới này, đối với những bạn làm công ăn lương thì ngoài cái nguồn thu nhập chính, bạn còn có được cái nguồn thu nhập phụ nữa. Và tử vi tuần cho thấy, nhắc nhở bạn tuổi Thìn, bạn nên tập trung vào làm việc để tiết kiệm thời gian, đừng để cái cơ hội vụt qua khỏi tầm tay của mình, bởi cái thời cơ tốt đẹp không phải lúc nào cũng có được, và đây là cái thời điểm tốt đẹp để cho bạn tuổi Thìn kiếm thêm cái nguồn tài lộc cho mình nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong cái tuần mới này cũng rất chi là khởi sắc, và bạn tuổi Thìn đối với những bạn đang còn độc thân thì dễ có được người tâm đầu ý hợp với mình lắm đó. Đặc biệt đối với những bạn nam tuổi Thìn, đào hoa vượng hơn hẳn, có thể sẽ đi đến cái kết quả cuối cùng, có được cái cuộc hôn nhân tốt đẹp viên mãn nữa rồi bạn tuổi Thìn nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tỵ từ ngày 28 tháng 9 năm 2020 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ, cái con đường công danh sự nghiệp của bạn đang có dấu hiệu được khởi phát rõ rệt, và bạn tuổi Tỵ bạn có được nhiều cái cơ hội để vượt qua thử thách mà cấp trên đưa ra cho bạn. Có những cái chuyện tưởng chừng như khó khăn nhưng lại khi bắt tay vào làm việc lại trở nên đơn giản và có được kết quả rất chi là khả quan, tốt đẹp vô cùng nữa rồi bạn tuổi Tỵ nhá. Và bạn tuổi Tỵ bạn cũng có thể kiếm được cái khoản tiền trong cái tuần này từ cả hai cái nguồn thu nhập, cả phụ và chính, dù là người làm công ăn lương hay là người kinh doanh cũng đều có được cái thu nhập khá chi là tốt, không lo túng thiếu nữa rồi nhá. Tuy nhiên á, trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn có những cái mối nguy hao mất về tiền của, chính vì thế bạn mệnh tuổi Tỵ cần phải đề phòng đó. Bạn tuổi Tỵ bạn chớ nên có vội tin vào lời nói ngọt của những kẻ tiểu nhân, nếu không chính mình sẽ là người nhận lại cái thiệt thòi đó bạn tuổi Tỵ nhá. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tỵ trong cái tuần mới này á, bạn tuổi Tỵ đang đứng trước nhiều cái lựa chọn nhưng vẫn chưa thể xác định được ai là người thực sự khiến cho trái tim của mình rung động đó. Với bạn tuổi Tỵ đang có nhiều cái vấn đề phát sinh nhưng đều có cách giải quyết cả mà bạn tuổi Tỵ, bạn hãy để cho bản thân mình thêm thời gian để suy nghĩ mọi việc cho thấu đáo để tìm ra cách giải quyết phù hợp bạn tuổi Tỵ nhé. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Ngọ từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Ngọ không có nhiều biến động nhé. Nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra khá chi là tốt với bạn tuổi Ngọ, và bạn tuổi Ngọ bản mệnh đã biết cách thể hiện được cái năng lực của mình, tuy đôi lúc quản sao nhã nhưng lại gây ấn tượng nhiều với lãnh đạo, với cấp trên nữa rồi đó. Về cái phương diện tài lộc của bạn tuổi Ngọ trong cái tuần mới này lại đang có cái điềm báo có xu hướng bị giảm sút đáng kể, và bạn tuổi Ngọ bạn cần phải xem lại cái cách chi tiêu của mình, đầu tuần tiền về tay không ít nhưng chẳng được bao lâu đã rơi vào cái tình cảnh cháy túi đó nhá. Bạn tuổi Ngọ bản mệnh nên hạn chế mua sắm những cái thứ không thực sự cần thiết chỉ vì hứng thú nhất thời đó. Còn về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Ngọ trong cái tuần mới này, cái vận trình tình duyên của bạn chẳng được mấy êm đẹp, và bạn tuổi Ngọ bạn nên cân nhắc lại trước khi có cái ý định đưa ra bất kỳ cái quyết định nào về mặt tình cảm, đừng vì cô đơn mà vội vàng chọn bừa chọn bãi một ai đó, cái điều này khiến cho chính bản thân của mình cũng như là đối phương chịu cái sự tổn thương đó bạn tuổi Ngọ nhé. Ngoài ra trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Ngọ, hung tinh chiếu mệnh nhắc nhở cho bạn tuổi Ngọ đi lại ngoài đường nên cẩn thận, chớ đi phóng nhanh vượt ẩu mà lại va chạm với người khác. Bên cạnh đó làm việc cũng phải tập trung, nhất là những người làm việc chân tay đang có cái điểm báo hỏa huyết quang rất dễ gặp phải tai nạn chảy xớt đám đông bạn tuổi Ngọ nhé.
Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mùi từ ngày 28 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là về cái công việc của bạn tuổi Mùi trong cái tuần mới này không được mấy suôn sẻ, thuận lợi nhé. Và bạn tuổi Mùi dường như bạn đang đắm chìm đậu đâu, cho nên chẳng thể nào tập trung cho cái công việc của mình. Vì vậy, bạn cần phải nhanh chóng chấn chỉnh lại cái thái độ, cách thức làm việc của mình bạn tuổi Mùi nhé. Cái cơ hội thăng tiến của bạn tuổi Mùi đã đến rất gần. Bạn có tín hiệu tốt cho thấy cấp trên đã chú ý tới bạn. Nhưng nếu như bạn tuổi Mùi, bạn cứ mãi để tâm trạng đau đau, để cái tình trạng này kéo dài, tín trị thì có lẽ sẽ chẳng sớm thì muộn bạn phải trả giá cho mình đó. Lời khuyên của chúng tôi là dành cho bạn mệnh tuổi Mùi là lúc này bạn cần phải nhanh chóng chấn chỉnh lại cái tinh thần, thái độ làm việc cho nghiêm túc để có được cái kết quả trong công việc tốt nhất. Như thế thì lãnh đạo mới cân nhắc trong cái việc tăng lương, thăng chức cho bạn được nhé. Về cái vận trình tài lộc của bạn tuổi Mùi trong cái tuần mới này cũng đang có cái điềm báo có cái sự sa sút, và bạn tuổi Mùi bạn sẽ không gặp được nhiều may mắn trong cái chuyện tiền bạc với mình. Tiền vào túi thì khó có thể giữ được, toàn hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra với bản mệnh. Bạn phải chi tiền ra mới giải quyết được cách ổn thỏa vấn đề đó nhé. Bù lại cái vận trình tình duyên của bạn tuổi Mùi trong cái tuần mới này, đây là cái khoảnh khắc, cái thời gian khá chi là rực rỡ với bạn. Đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân sẽ có nhiều cái cơ hội đón nhận tình cảm từ đối tượng khác phái, đào hoa trợ mệnh, sức hút cá nhân của bạn tuổi Mùi khiến cho bản mệnh trở nên khác biệt và rất chi là hứng khởi luôn đối với bạn tuổi Mùi nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thân từ ngày 28 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân đang có cái điềm báo hung cát đan xen, và bạn tuổi Thân bạn nên thường xuyên chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình, bởi vì yêu cầu công việc của bạn trong lúc này khá chi là vất vả và bạn phải di chuyển khá chi là nhiều, cảm thấy cũng rất chi là mệt mỏi nữa rồi. Cơ thể khỏe mạnh, dồi dào năng lượng thì mới có thể làm tốt được mọi công việc bạn tuổi Thân nhé. Tuần mới này đối với bạn tuổi Thân, bạn mệnh có được động lực để tiến bước cũng như là được chỉ đường dẫn lối để tìm thấy được đường đi, phát triển được những cái tiềm năng của mình, tạo ra cái không gian lớn hơn cho bản mệnh, thể hiện được cái khả năng sáng tạo của mình trong công việc nữa rồi nhé. Và cái điểm sáng nhất của bạn tuổi Thân trong cái tuần mới này đó chính là cái con đường tài lộc của bạn được khởi sắc không ngừng. Có điều với bạn tuổi Thân, bạn phải chờ đợi một chút. Tài lộc của bạn chỉ vượng từ giữa tuần trở đi, song chắc chắn bản mệnh sẽ phải không phải thất vọng nhé. Công sức của bạn bỏ ra bấy lâu nay sẽ được đền đáp xứng đáng cho bạn nữa rồi đó. Bên cạnh đó, bạn tuổi Thân trong cái tuần mới này sẽ có bất ngờ bởi những cái niềm hạnh phúc mà đối phương mang lại cho chính bản thân bạn trong cái tuần này. Tình yêu không thể đoán trước được, nhiều người nói bản mệnh chọn sai, nhưng với bạn tuổi Thân, bạn tin vào cái quyết định của chính bản thân mình nữa rồi đó. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày 28 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu bạn mong muốn có được tình yêu đẹp như trong mộng, thì hôm nay với bạn tuổi Dậu sẽ được thỏa nguyện đó nhá. Đào hoa khởi vượng, tình cảm đôi lứa như được thăng hoa lên một tầng cao mới, thậm chí có người tính đến cái chuyện trăm năm nữa rồi đó. Tuy nhiên ạ, với bạn tuổi Dậu trong cái tuần mới này, bên cạnh những niềm vui và hạnh phúc trong cái chuyện tình cảm là những cái mối nguy đang có cái điềm báo hung tinh ngáng trở cái vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh. Bạn tuổi Dậu đang có cái điềm báo có kẻ tiểu nhân ganh ghét trước những cái thành công mà bạn tuổi Dậu đạt được đó bạn tuổi Dậu nhé. Tất nhiên ạ, với bạn tuổi Dậu sẽ tạo được cái điểm nhấn cho mình bởi những cái thành quả có được sau bao nhiêu công sức bỏ ra. Và bạn tuổi Dậu, bạn mệnh có cái sự sáng tạo mà không phải ai cũng có được, không
Không có cái thành công nào là dễ dàng với bạn cả. Bạn cần phải cố gắng để phát huy cái thế mạnh của mình nhiều hơn nữa bạn tuổi Dậu nhé. Còn về cái phương diện tài chính của bạn tuổi Dậu trong cái tuần mới này lại không được ổn định cho lắm, khi mà bạn tuổi Dậu có tiền hôm trước thì hôm sau đã bị hao tán tiền tài. Bản mệnh không có cái kế hoạch chi tiêu rõ ràng cho nên dễ bị lạm dụng mua sắm những thứ không thực sự cần thiết, cho nên tiền vào đầu tuần thì cuối tuần lại hết đó bạn tuổi Dậu nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tuất từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất, bạn sẽ có nhiều cái sự bất ngờ đang chờ đón bạn ở phía trước. Tài lộc trong tuần mới này đối với bạn tuổi Tuất được khá chi là dồi dào. Từ đầu tuần với bạn tuổi Tuất tìm được nhiều cái cơ may kiếm tiền làm giàu cho mình, mọi chuyện đều rất chi là thuận lợi nữa rồi. Trong công việc với bạn tuổi Tuất tuần mới này thể hiện được cái quan điểm của mình, nhưng bạn chớ nên quá gay gắt, bạn mệnh có thể gặp phải rắc rối khi khăng khăng làm mọi việc theo ý của mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Cái sự lắng nghe lúc này là rất cần thiết, rất quan trọng đối với bạn tuổi Tuất nhé. Ngoài ra, trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải lưu ý đang có tiểu hao là hung tinh xuất hiện khiến cho tiền tài vận hạn của bạn có phần bị sa sút, và bạn tuổi Tuất có vẻ như bản mệnh đang có sự hao hụt về tiền bạc ở những chỗ không cần thiết, song không mất mát quá nhiều đến mức rơi vào cảnh nợ nần. Và bạn tuổi Tuất, bạn muốn giữ được tiền cho mình thì nên lên cái kế hoạch cho cái việc chi tiêu hợp lý bạn tuổi Tuất nhé. Về cái vận trình tình duyên của bạn tuổi Tuất trong cái tuần mới này á, lại khá chi là yên bình, không có nhiều biến động. Bản mệnh biết cách để làm cho một nửa của mình cảm thấy tin tưởng, yên lòng dù đôi bên cách xa nhau đi chăng nữa. Và bạn tuổi Tuất, bạn nên thể hiện tình cảm của mình với đối phương nhiều hơn chút nữa bạn tuổi Tuất nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Hợi từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy rằng với bạn tuổi Hợi, bạn đừng có vội vàng trong bất kỳ cái việc gì trong tuần nhé. Có những thứ bạn mệnh tin tưởng 10-10 nhưng đến khi kết quả lại xảy ra cái sự cố bất ngờ làm cho bạn không đạt được cái mục đích như ý muốn đó. Đầu tuần với bạn tuổi Hợi có thể gặp nhiều thách thức, nhưng nếu như bạn suy nghĩ theo cái hướng tích cực thì đây có thể là cái khởi đầu mới cho bản mệnh làm tốt cái công việc của mình đó. Tuy nhiên với bạn tuổi Hợi có thể là thành công hoặc là thất bại, bạn vẫn cần có cái sự can đảm và chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những cái thử thách. Về cái phương diện tình cảm thì có chút trầm lắng với bạn tuổi Hợi do bạn không dành đủ thời gian cho nửa kia. Nếu như nội tại hai người đang có hiểu nhầm thì nên thẳng thắn trò chuyện để tìm ra cách tháo gỡ bạn tuổi Hợi nhé. Và trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Hợi sẽ có những người khiến cho bạn tuổi Hợi cảm thấy bất ngờ, vì bản thân của bạn đã từng tin tưởng họ nhưng vẫn bị đâm sau lưng lúc nào không hay đối bạn tuổi Hợi nhé. Và bạn tuổi Hợi, bạn hãy rút kinh nghiệm để không dễ dàng chia sẻ những cái thông tin quan trọng cho bất cứ ai nữa bạn tuổi Hợi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.